Thưa quý vị, thưa các bạn, đề án phát triển bền vững Macca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu phát triển Macca thành ngành hàng sản xuất hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên và kinh tế xã hội của từng địa phương. Cây Macca tập trung chủ yếu tại các tỉnh khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên. Tại các tỉnh Tây Bắc, Macca được xác định là cây lâm nghiệp đa mục đích, vừa mang lại giá trị kinh tế vừa bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người nông dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số tỉnh Tây Bắc đang tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trồng Macca với quy mô lớn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 13 dự án đầu tư trồng cây Macca với quy mô gần 86.000 ha, tổng mức đầu tư đăng ký hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là vườn cây Macca của một doanh nghiệp Điện Biên tại huyện Mường Ảng, có diện tích 310 ha, đất nhà nước cho thuê, nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và chăm sóc. Nhờ đó tiến độ trồng rất nhanh, vượt cả kế hoạch đề ra. Vườn cây của dự án đã tuyển 30 công nhân và người dân địa phương, tạo thêm hàng trăm việc làm thời vụ cho đồng bào nơi đây. Anh Vàng A Thệ đã gắn bó với công ty được 2 năm. 2 năm ấy không những giúp cho anh có thêm thu nhập mà còn giúp anh hiểu hơn về cây Macca, từ đó tuyên truyền đến đồng bào của mình. Trước thì nhà em cũng hơi nghèo, nhưng mà hiện tại là có cả công ty về mở rộng trồng cây Macca đây, thì hiện tại cũng giúp đỡ cho bà con với là cả nhà gia đình em cũng đỡ khó khăn tí. Cái đất của em thì sau này mong muốn để trồng cây Macca như này để cho đỡ khổ hay là nghèo tí. Được xác định là cây đa mục đích, phù hợp phát triển theo quy hoạch vùng, cây Macca đang được các địa phương và nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững. Các địa phương vùng Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên đang khẳng định tính thiết thực của loại cây trồng này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Thì trong thời gian vừa rồi thì tỉnh Điện Biên thì đã cho chủ trương để phát triển cây Macca với quy mô lớn. Thì tính đến thời điểm hiện nay thì đã cho chủ trương được hơn 80.000 ha cho chủ trương. Việc khẳng định rằng là tiềm năng của tỉnh Điện Biên đã có tiềm năng rất là lớn để phát triển cây Macca. Bởi vì triển vọng thì chắc chắn rồi, bởi vì thực tế thì cũng đã chứng minh được cái việc đó rồi. Nếu như trong thời gian tới này mà cả hệ thống chính trị từ cấp ủy đến chính quyền các cấp cùng với người dân và các nhà đầu tư quyết tâm, thì tôi tin chắc rằng là cây Macca sẽ phát triển được trên địa bàn tỉnh Điện Biên, mà không phải chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, mà nó sẽ là những cái cây làm giàu, làm thay đổi hẳn cả bộ mặt tỉnh Điện Biên. Theo đánh giá của Hiệp hội Macca Việt Nam, khí hậu vùng Tây Bắc rất thích hợp cho việc phát triển Macca. Mùa khô ở đây ngắn, không quá khắc nghiệt. Ngay trong mùa khô thỉnh thoảng vẫn có mưa và độ ẩm không khí khá cao, giúp cây vẫn có thể phát triển. Thời gian qua, các địa phương vùng Tây Bắc đã tích cực chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả hoặc không thuận lợi nguồn nước tưới sang các loại cây trồng khác. Trong đó, Macca được xác định là cây đa mục đích cần tập trung đầu tư sản xuất. Tại những khu vực chuyển đổi, đã xuất hiện những mô hình mang lại thu nhập cao hơn so với các cây trồng truyền thống. Đến giai đoạn này thì Macca đã phát triển rất là mạnh. Hiện nay chúng tôi đã làm trên 28 tỉnh và khoảng trên 20.000 hecta rồi. Nhưng chúng ta đang phấn đấu để đưa lên nữa. Và tất cả các mô hình ở các nơi, những người bắt đầu trồng có thể còn thế này khác. Những người đã trồng năm thứ 3, thứ 4 đi là khác hẳn. Còn những người trồng 8, 9 năm thì là tuyệt vời. Macca là một trong đối tượng mà có thể giúp cho bà con nâng cao thu nhập. Và chúng tôi có hàng nghìn gia đình đã bắt đầu làm thành công. Hiệp hội sẵn sàng giúp đỡ để bà con nắm được về cây Macca và đưa cây Macca vào những vùng mà có điều kiện trồng thì chúng ta nên trồng. Thì cũng phải nói là điều kiện là gì? Điều kiện bắt buộc của cây Macca là cái vùng đó trong năm phải có thời gian độ khoảng 4-5 tuần lạnh, buổi tối lạnh dưới 17-18 độ. Tức là buổi tối phải đắp mền ấy thì nó mới ra hoa. Trước đây người dự kiến là sẽ làm ở Tây Nguyên, ở Tây Bắc, nhưng gần đây chúng tôi làm cả ở phía Bắc. Giá trị và hiệu quả kinh tế của cây Macca đang dần hiện hữu. Với lợi thế sẵn có của mình, các địa phương vùng dân tộc thiểu số đã và đang tiến hành thực hiện các giải pháp chuyển đổi cây trồng nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn với mục tiêu phát triển kinh tế, định hình chỗ đứng trong chuỗi sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, ổn định sinh kế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi.